ở mở hội chùa Dâu, em nghe nói có vua đi tuần du. Thế các chị có biết vua ta tên là gì không nhỉ? Vua ta là vua Lý Thánh Tông, còn tên thật ai mà biết được. Này, phải kêu tên Quý đấy. Ui giời, có cái tên mà không được gọi thì khác gì không tên. Em hỏi các chị, đừng cho em là ngớ ngẩn nhá. Thế mặt vua có giống mặt người ta không nhỉ? Vua thì cũng là người chứ. Sao người ta bảo mặt vua đỏ như mặt trời ấy, ai mà nhìn thấy thì mù mắt. Dân gian có câu rằng, đêm thì những mẹ cùng con, ngày thì chết hết, chẳng còn một ai. Còn một ông cụ tám tai, nhăn nhăn nhó nhó, chẳng ai buồn nhìn. Thế là thế nào nhỉ? Là thế này, đêm thì những trăng cùng sao, còn ngày thì chỉ có ông mặt trời. Nhăn nhăn nhó nhó là vì nó tóe lên ra như lưỡi, thì ai mà nhìn được? Phải hỏi chị gái mới được. Kìa, chị, vua mà mặt đỏ như mặt trời thì đó là vua Tàu rồi. Chả là vì vua Tàu tự xưng là thiên tử, thiên tử là con trời, trời mặt đỏ thì vua cũng đỏ mặt. Nhưng vua ta bây giờ thì khác. Khác như thế nào hả chị? Ta có vua Hùng gọi là vua Tổ. Phải rồi, vua Tổ ở châu Mông. Ta có Trưng Vương tục gọi vua Bà. Em có nghe chuyện vua Bà đánh giặc Hán. Ta có ông Phùng Hưng là vua mẹ vua cha. Bố cái đại vương ở bên núi Tảng. Này, bên sông Lam có ông Mai Hắc Đế đi cày, người cứ đen như là củ súng ấy. Rồi, vua Ngô, vua Đinh, vua Lê đều là võ tướng, đánh giặc tài, diệt quân Tống, yêu nước, thương dân. Như vua Lý Thái Tổ ta là người sãi chùa xuất thân, làm tướng có công, được tôn làm vua, để dân nước Nam có vua Nam cai quản. Vua ta bây giờ cũng là người can đảm, Bắc thì chống Tống, Nam thì hòa chiêm. Các đấng bề tôi như ông Lý Thường Kiệt, ông Lý Đạo Thành đều là các bậc nhân quan văn hay võ giỏi. Chị gái thật là người thông kinh hiểu sách, chị nói thông bênh bách, ai nghe cũng thấy thuận tai. Nghe chị nói mà em cũng thấy yêu vua. Cái gì mà không thấy vua? Nói nhảm nào, vua mà nghe thấy thì chết. Mà em nói thật nhá, châu ta thì ăn cỏ đồng ta, lấy vua phải xa cửa xa nhà, bố mẹ mất nhờ, anh em cách mặt. Gớm, lấy vua thì không đáng được gì. Thôi, chị em ta đi hái dâu, để lát nữa còn đi xem vua. Gặp bước gian nguy, là cứ
liều mà cậy đến thiên uy. Nếu phận rủi thì hiện nay cũng đang rủi phận, có chết cũng không sao cơ mà. Này, cô gái kia, mọi người ra bái học đức vua, cơ sao cô còn đứng đây mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ thế hả? Dạ, dạ thưa cậu, là con gái, ai chẳng thích đi xem hội, đạo làm dân, ai chẳng sợ vua. Em còn đứng đây mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ là vì trong bụng em còn đang nghĩ đến một ông vua khác à? Lão thật, vua thật còn đang sống sờ sờ, thế mà dám tơ tưởng ông vua khác, như thế là đại nghịch đấy. Dạ thưa cậu, nó là thế này này. Thế nào? Chả là vì ông vua bếp dọa treo nơi nhà em, cho nên em phải đi hái dâu ngày hội đấy cậu à. Càng láo, coi vua thật không bằng vua bếp à? Dạ thưa cậu, người ta có câu nói rằng dân dĩ thực vi thiên, nghĩa là dân lấy ăn làm rời. Cậu cứ nghĩ mà xem, dù vua có là con rời thật, nhưng dân không có ăn thì nước cũng mất mà vua cũng chẳng còn, cho nên ông vua bếp còn bằng bố ông vua thật cơ cậu à. Cá thật. Thế nhưng mà nhất định là không đi xem hội à? Dạ, em còn phải đi hái dâu cậu à. Này, tôi chỉ nói có 3 câu nhá, nếu mà không đi là nhất có đi không? Dạ, em còn phải đi hái dâu cậu à. Thì nhị rưỡi có đi không? Em đã nói với cậu rồi là em còn phải đi hái dâu. Tam, có đi không? Úi giời. Dạ, em biết ngay là cậu không dám chém em mà. Sao em lại biết là anh đây không dám chém? Dạ, em cứ nhìn vào mắt cậu là em biết à. Úi giời, cứ nhìn vào mắt cậu là em biết à? Dạ. Này, anh bảo, nếu vua đến thì phải nấp xuống ruộng dâu, rồi rồi anh che chở cho nhá. Dạ, em cảm ơn cậu chỉ bảo ạ. Thế anh về nhá. Em cảm ơn cậu lắm ạ. Thế anh về nhá. Về nhá. Bệ hạ, phúc cho dân xã được xa giá ngự về xem hội, dân thổ lỗi trai gái trẻ già, xin dâng chữ đức vua muôn tuổi. Đức vua muôn tuổi. Nay chấm tuần du qua vùng Kinh Bắc, thấy non nước tươi xanh cảnh sắc mặn mà, mạ xanh mướt chân trời, dâu biết bãi phù sa, tiếng hát dập dìu như hoa thơm bướm lượn, hội chùa dâu nơi nơi biết tiếng. Này chấm về thăm hỏi dân thôn. Đức vua ta muôn tuổi. Dạ muôn tâu đức vua, xin cho dân xã được dâng chút nghề hát mọn thay cho lời chúc tụng ạ. Phật tổ
lời cảm ơn trăm họ, cầu cho đất trời mưa thuận gió hòa, mừng cho người người vui trẻ khỏe già, mong cho cây cỏ xây bông mập trái. Đức vua ta muôn tuổi, bực mình lên đến thiên cung này thiên y cung, hỏi ông Nam Tào Bắc Đầu, làng lá dân làng ơi, mà này cũng có à nỡ lòng, mà này cũng có à nỡ lòng, tình tình chiều nay chỉ tôi ly tang tình tang, ô buồn là tôi thêm buồn nghỉ. Dạ, muôn tâu đức vua, đang khi thánh chúa giá ngự hội chùa, lại có người dám hát những lời bất kính á. Người ta hát thế nào? Dạ, người đó hát rằng, bực mình lên đến thiên cung, hỏi ông Nam Tào Bắc Đầu, nỡ lòng trêu ghẹo chi tôi à? Cả dân vui cớ sao có một nàng thôn nữ, thơ thẩn một mình đứng hát giữa nương dâu, tiếng hát hay tiếng than thế sự cơ cầu, hay ta có điều gì để lòng người oán giận? Ông lão, dạ, có biết gì về người thôn nữ đó không? Dạ, muôn tâu đức vua, đó là con bé cháu tên đặt là Gái à. Nổi tiếng trong vùng người đẹp nét ngoan, ăn ở tròn chặt như trăng rằm, có giọng hát hay, có tài ứng đối. Tuy là gái, nhưng kinh thông chữ giỏi, với dân thôn thì trên kính dưới nhường, với mẹ cha, dạ, biết chọn đạo làm con à. Dạ, muôn tâu đức vua, như vậy thì càng cần phải xét câu hát vừa rồi là có ý gì. Rõ ràng là tội đại bất kính ạ. Chà, vua đi xem hội, có người dân không biết phép tắc vốn đặt ở triều đình mà phải mang tội, thế thì vua nhân đức ở chỗ nào? Ta ra lệnh cho ngươi, nếu ta chưa hỏi thì nhà ngươi chưa được nói. Dạ. Lính. Dạ. Ra triệu người con gái đó vào đây. Dạ. Thế là nhà tôi đại vô phúc rồi. Tất cả hãy tạm lui để ta tiếp người thôn nữ. Các quan, dạ, dẹp bớt lễ nghi để cho nàng bớt sợ. Dạ. Bình lâu một mình khắc hoài, tuổi ngoài 40 mà sinh gái một bề, nghe hội chùa tiếng cửa Phật huyền vi, muốn cầu được hoàng năm để lo kế nghiệp. Nghe tiếng hát mà lòng khôn xiết, phải chăng ta tài mộng đức nghi vơi, nên dân con chưa được thành thơi, chốn hang lạch ơi vẫn còn người oan khuất. Dẫu đất nước chưa mất vòng binh cách, nhưng kể bên hai nước láng giềng, Bắc vẫn chưa hòa mà Nam vẫn chưa yên, nỗi lo gấp chưa có người đỡ gánh. Rồi à, đã bảo là phải im hơi lặng tiếng, lại còn hát với trà hò. Bây giờ vào gặp vua ấy, phải ăn nói cho từ tốn, cố mà giữ lấy cái đầu không thì nhà anh đê vô phúc, hiểu chưa? Dạ, em đợi ơn cậu chỉ bảo à. Thế vua đâu hả cậu? Trời ơi, vua đấy. Này, thế bây giờ vào gặp đức vua cô phải chào vua thế nào? Dạ, em sẽ chào là lạy vua ạ. Ôi trời ơi, sao lại chào thế? Phải chào thế này này, à tên họ là gì? Xin dâng bốn chữ thánh thọ vô cương, hiểu chưa? Dạ, em đợi ơn cậu lắm ạ. Lính, dạ, ra ngoài bếp xếp gì vậy? Dạ. Trình đức vua đem trời đốt bề, gái ở nhà nghèo ra mặt quân miêu
Cô gái nghèo, ta truyền cho đứng dậy. Hãy đứng dậy. Cô là ai mà sao giữa ngày hội lùi thủi một mình? Trong lời hát vừa rồi có điều gì muốn ngỏ? Dạ, trình đức vua, tiện nữ là người quê mùa, phép triều đình không biết. Nếu đức vua tha cho tội chết thì tiện nữ mới dám giải bày. Nàng cứ nói. Dạ, trình đức vua, như kẻ gái nghèo này nghĩ thì mấy năm nay trời làm lũ lụt, phương Bắc thì Tống Triều đang âm mưu xâm lấn nước ta, phía Nam thì giặc Chàm đang nhung nhăng quấy phá ở vùng Ô Ly. Đạo làm dân còn để tâm suy nghĩ, huống chi vua là chủ tể của non sông. Nay đức vua ở tận chốn thâm cung, chính lệnh dẫu hay nhưng chưa thấm đến nơi thôn ổ, hình pháp dẫu khoan nhưng dân chưa biết chữ, khiến cho kẻ tham quan ô lại vẫn cậy thế làm càn. Nơi ngõ sâu vẫn chưa dứt tiếng kêu than, ngoài đồng nội vẫn còn quân trộm cướp. Khoan! Tên giặc cái quả là ngang ngược, trước mặt thánh quân mà dám buông lời dèm che chính sự, phỉ báng triều đình. Dạ, xin cho đem chính pháp để diệt bông phản loạn. Ta ra lệnh cho ngươi, nếu ta chưa hỏi thì nhà ngươi chưa được nói. Dạ. Cho ngươi lui. Dạ. Cô gái, chớ sợ, có điều gì cứ nói. Thốt từ gan dạ. Dạ. Như nước ta từ vua Hùng dựng nước, cõi bờ riêng phong tục cũng riêng, thoát cảnh nghìn năm non nước ngửa nghiêng, là nhờ khúc chúa hết lòng dây nghiệp, lại nhờ Ngô Vương nhọc nhằn khôn xiết, diệt Hoàng Thao trên ngọn sóng Bạch Đằng. Nếu như một nhà gặp phải láng giềng khó ở, thì đành dỡ nhà tìm chỗ khác. Nhưng nay nước ta ở gần phải nước láng giềng sâu, thì biết khiêng sông bưng núi đi đâu. Vậy xin đức vua ngẫm lại tai vạ nghìn năm, trước lo nước sau lo nhà, trước lo nhà sau lo thân. Lo giặc từ khi giặc chưa tới gần, kho còn thóc đã phải lo khi đói, có hôm nay phải biết liệu ngày mai tới. Vậy sáng khuyên bệ hạ lấy điều cả nghĩ cả lo, làm đức sáng của đấng quân vương. Muốn dân ấm no phải lo việc nông ta, trong lũ lụt phải khơi ngòi đắp mê đập. Muốn giữ nước vững phải chăm lo luyện tập, muốn phép nghiêm phải lo việc học hành, muốn đồng lòng thì danh phận phải phân minh, muốn nên việc phải trọng người nói thật. Dạ, mấy lời quê cạch của kẻ nghèo hèn, vẫn dân con chẳng quản tiếng chê khen, người trung nghĩa không tính điều khôn dại. Khá khen cho nàng, đầu còn xanh tuổi còn trẻ mà nói năng vững chãi, cất lên lời là miệng thực như lòng, ở nơi ngõ hẻm hang cùng mà cũng biết lo việc non sông. Vậy cảnh ngộ thế nào? Trong lời hát vừa rồi có điều gì cay đắng? Dạ, ơn đức vua ban lời toái tường, đường mẹ cha yêu thời quân bóng. Cảnh dấu trăng
đời dâu. Hồi dẫu vui nhưng giả có vui đâu, để tiếng than lọt tới tai vua thực là đắc tội. Nàng ơi, ta nghe nàng nói cứ mỗi lời như một tiếng đàn ni hay. Đi hội chùa ta gặp nàng đây, thật bụt vàng lại đặt nơi chùa đất. Vậy cảnh ngộ thế nào, tuổi đã bao nhiêu, và đã có nơi nào gá nghĩa? Dạ, chỉnh đức vua, như dân con má ở đảo Phận Bạc, tuổi đang ngoài đôi mươi, bởi mẹ cha mang công mắc nợ, nên sắp phải gắn thân cho kẻ cường hào. Như chim trong lồng, như cá trong ao, nào dám ước mong tháng ngày tuổi hận. Thân gái xưa nay mưa xa tùy phận, phận bọt bèo, nào biết chìm nổi xa sao. Sao? Nàng bị bọn cường hào ức hiếp à? Dạ, chỉnh đức vua, nay dân con như cá nằm chốc thớt, chủ nợ thường sang thẳng thúc nhiều lần. Phận liễu bồ một bước xa chân, là chọn kiếp đắng cay tủi phận. Nay biết đức vua vốn người nhân đức, nên cả gan nấp dưới ruộng dâu, cất tiếng hát than chẳng sợ rơi đầu. Dạ, mong được thánh quân đèn rời soi tỏ. Nàng ơi, thật là may ta đi cầu tự. Phật trời cho ta gặp được người hiền. Áo ba quần manh mà tài sắc đẹp ý toàn. Nay ta đang ngoài 40 mà hoàng nam chưa có, việc nối nghiệp tổ tiên nào biết cậy ai. Gánh giang sơn đang đè nặng hai vai, nay ta muốn đón nàng về làm bầu bạn, lo việc nhà việc nước. Nàng còn một người mẹ kế đang mắc bệnh hiểm nguy, ta sẽ truyền cho quan nhập nội lang trung đưa thái y về thuốc thang để cho nàng yên giả. Lính à, dạ. Khi ngươi ra triệu nàng về thì gặp nàng ở đâu? Dạ, muôn tâu bệ hạ, con gặp lệnh bà đây lúc trước thì ở dưới ruộng dâu. Dạ, lần sau thì đứng tựa gốc lan mà. Ông lão. Dạ. Từ trước tới nay tên nàng thường gọi là gì? Dạ, muôn tâu đức vua, từ xưa tới nay dân làng vẫn thường gọi là, dạ, là cây gái. Tên là gái thì có tên cũng như chưa có, nay gặp ta nàng đứng tựa gốc lan, vậy ta đặt tên cho nàng bằng hai chữ ỷ lan. Quá. Dạ, ơn đức vua như sông biển non ngàn, suốt đời thiếp nguyện bao đền ơn nghĩa. Nước có nguồn cây có rễ, xa quê hương ai chẳng nhớ quê hương. Ta cho nàng tùy quyền chọn lấy hai người bạn gái cùng vào nơi cung cấm. Dạ, đội ơn chúa thượng. Bạn cùng quê khi để trái đào, có cô trinh đây khi cắt cỏ chăn trâu, chị em một bước xa nhau cũng nhớ. Còn một người thị lộc là em con mẹ kế, đợi khi nào cửa nhà yên ổn, xin cho được đón vào cung.
ấy nhỉ? Tôi là tôi, người ấy là ma quỷ thế này. Hè đây mà. Giời ơi, hè đây mà. Cứ làm như người ta quen biết cái nhà anh lắm ấy nhỉ. Rồi ôi xem nào. Rồi ôi cái mặt thì trắng bạch, cái miệng thì ngoác cái tận mang tai, hình dáng giống người, tiếng nói giống người, nhưng mặt mũi thì lại khác người. Mặc tấm áo rộng thùng thình như quàng tấm vải. Này, vậy thì hè là trai hè là gái nào? Này, hè tới đây tiếng như con gái nhưng không là gái, hình dáng con trai nhưng hết chất con trai. Hết chất con trai. Hè ở trong cung hè chỉ làm trò cười, nhưng hè vào đến cung là hè cũng phải hoạn. Quan là quan hoạn, cho nên hè tới đây cũng là anh hè hoạn. Anh thử gọi tôi là anh hề hoạn xem nào. Thế thì xin chào anh hề hoạn. Này, thế thêm nông nỗi gì mà anh lại phải hoạn thế à? Thế là anh lại quấy vào cái chỗ đau nhất của tôi rồi. Ấy thế cho nên tôi mới xúc động tan tan tràn. Này anh lính ơi, anh là anh lính thiên tử quân, cho nên người ta mới thích cho anh ba chữ chạm vào chán. Chắc là anh thấy vẻ vang lắm. Còn tôi là anh hề hoạt, được bà hoàng hậu mua về làm trò vui. Bà ấy cứ tưởng tôi không thèm biết gì đến cái tỉnh tinh tinh. Thế rồi cái tỉnh tinh tinh à? Ừ, cái tỉnh tinh tinh. Ấy thế cho nên cái thân phận tôi là cái thân phận thằng hề. Này, anh thử mua hát một bài tôi nghe xem nào. Chống võ nổi lên nào. Nổi lên nào. Này, anh múa cái bài gì mà tai tôi nó không nghe thành tiếng đi nhỉ? Ấy là vì rằng tôi hát lên cái nỗi buồn để cho người ta cười. Hát như vậy gọi là hát không thành tiếng. Người ta thì ôm bụng mà cười. Mà cười hả? Còn như gan ruột tôi thời nó mới như dưa. Này, anh phải nói hết ngóc ngách các ti kỳ sự thì tai tôi nó mới nghe ra. Đấy, nguyên do là thế này. Thế nào? Bố tôi là cháu nội ông Đào Văn Xó. Cháu nội ông Đào Văn Xó? Cháu nội ông Đào Văn Xó làm cho nhại cuộc đời đến bậc tiên sư. Ôi dồi, làm cho nhại đến bậc tiên sư mà. Còn mẹ tôi là dòng năm đời dòng bà Phạm Thị Trân ở đất Hoa Lư. Làm quan trèo từ đời Đinh Tiên Hoàng Đế. Ôi dồi ôi, làm quan trèo từ đời Đinh Tiên Hoàng Đế cơ à? Ừ, này, tôi được cả cha lẫn mẹ nhất tâm đẻ tôi ra làm cái nghiệp nghe răng. Ừ. Ấy nguyên do là thế này. Thế nào? Bố mẹ tôi mới đi hát dâm. Bố tôi đánh trống, còn mẹ tôi thì đứng hát. Mẹ tôi hát mới sai nhịp phách, bố tôi mới gõ đến cách cái gì trống vào đầu. Ấy thế là nó động trên thượng đỉnh, nó động luôn xuống hạ bộ. Mẹ tôi mới để tọt tôi ra ở giữa chiếu trèo. Tôi ra đời tôi hát luôn cái bài. Ê, này, anh hát cái bài gì mà nhanh thế? Tôi mới hát luôn cái bài. Này, thế là anh vẫn chưa trả lời câu tôi hỏi. Tại sao mà anh lại về hoạn chứ nhỉ? Anh là anh lính thiên tử quân. Tôi mà hở ra với anh á, lỡ ra anh đi tâu, tôi thì mất đầu. Còn anh ấy thì được thưởng đầy mồm đầy miệng. Không chơi. Này, anh không tin hả? Được rồi, anh không tin, để tôi thề cho anh tin. Ừ, anh thề đi, tôi chắc là. Được rồi, tôi thề cho anh tin. Anh thề đi. Ai mà sống thực lòng với tôi mà tôi phản bội thì người ta, thì cả nhà cả họ tôi phải tội. Ông cầm cờ xanh đứng ở đầu ngõ, ông cầm cờ đỏ đứng ở đầu giường. Bắt vợ, bắt chồng, bắt con, bắt gái, bắt trai, bắt từ đứa trắng răng đi đến đứa bằng đầu, chết lạ, chết lún, chết lụ, chết bài, chết thô tá mồm, chết đắm đỏ trên sông, chết cụt mầm lên dây. Thôi, anh không phải thẻ nữa. Anh nói thế là tôi tin anh rồi. À, tin rồi hả? Ừ, vì tôi tư lự thất tình vì bà ỷ Lan, cho nên tôi mới hoạn. Ê, anh mà cũng tư lự thất tình vì bà ỷ Lan. Ừ, ấy nguyên do là thế này. Thế nào? Xưa kia tôi đi hát, nghe tiếng bà ỷ Lan hát giỏi. Hồi ấy bà ta cũng quần manh áo vá như tôi. À, thế là anh chưa hỏi chứ gì. Ừ, không ngờ bà ta được vua đón vào cung. Tôi cũng mừng cho bà ta thoát cảnh lầm than, nhưng cũng buồn cho cái thân mình cô độc. Cho nên tôi mới chán đời nên rượu chè be bét. Bà hoàng hậu mua tôi là anh con trai hát giỏi, đem hoạn mang vào làm trò trong cung cấm. Tôi thì cũng bằng lòng, bà ấy thì hả giận. Còn tôi thì thỉnh thoảng được nhìn thấy bà ỷ Lan cho đỡ nhớ. Này,
Thế thì tôi cũng đang tư lự thất tình vì bà ấy đấy. Anh mà cũng tư lự thất tình vì bậy lắm. 5 năm trước tôi mới rước vua đi xem hộ. Anh rước vua đi xem hộ. Gặp bà ấy lan giỏi đường ăn nói. Cho nên là tôi cũng thấy thương thương. Anh mà cũng thấy thương thương. Ngờ đâu là vua lại đón bà ta vào cung. Đâm ra tôi mới lại tư lự thất tình. Nhưng sau tôi lại nghĩ. Anh nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là đũa mốc chớ có chỏi mâm son. Thế là tôi cưới luôn cô vợ. Úi dồi, anh cưới luôn một cô vợ. Bà ta 5 năm đẻ 2 con trai. Tôi 5 1 3 năm đôi. 5 năm tôi đẻ 4 cô con gái. Úi dồi, 4 cô con gái. 4 cô con gái này. Và bây giờ đang khát nước. Tính là đang có trứng đấy. Thế ra anh cũng cùng một bệnh với tôi. Thế cho nên anh em ta là chỗ chi âm chi kỷ đấy. Kiếm câu làm trời anh em nhá. Kiếm câu làm trời. Bóng dáng anh nghe ngang người sao, bóng dáng anh nghe ngang người sao đầu ở đội vai mang nặng nề. Năm thiếp mày thế người sao, năm thiếp mày thế người sao tôi cúc sơn khuya trụ sâu. Kẻ quạt người hầu người sao, kẻ quạt người hầu người sao nắng dại mưa dầu long đông. Mày thì tao bị thiệt cơ mà. Dạ, dạ muôn tao lệnh bà.
Đối với con thì lệnh bà hơn, vì lệnh bà gần bằng tuổi mẹ. Lệnh bà càng có của thì cho con ăn uống càng khá. Lệnh bà càng hay làm tình làm tội thì con chẳng thiết gì đời. Vì cái nỗi chập chân cho nên con mất vợ. Nhưng đối với vua, bái đã trẻ lại đẻ hai con trai. Bái có đức có tài, dân càng tôn bái lên thì vua lại càng được tiếng tốt. Dạ, chồng là thần tướng nhà giời, vợ là Phật bà Quan Âm giáng thế đi à. Cái con ấy nó thật khôn ngoan, nên ta không thể nào bắt bẻ. Nó càng ra vẻ ăn ở tốt nết thì người ta lại nghĩ ta là kẻ hẹp lường khó nết. Thế cho nên ta mới càng sinh ốm ra. Dạ dạ, dạ muôn tâu lệnh bà, con cũng như cái biếu của lệnh bà. Dạ bây giờ rõ ràng phép vua đã bị quạt mất rồi, nhưng con vẫn còn hai con mắt. Con không muốn nhìn thì nó cũng cứ thấy. Xưa kia lệnh bà theo đức vua ra ở ngoài thành, đó là khi đức vua đang ở ngôi thái tử, sống gần trong họ, tiếng thơm đồn khắp gần xa nên mới được chuyển ngôi. Từ khi lên ngôi hoàng hậu được đức vua yêu dấu thì cha mẹ được thành là quốc trượng quốc mẫu, anh chị em được thành là quốc tỷ quốc muội quốc cữu quốc cô. Họ gần họ xa đều có quận nhờ. Dạ nói tóm lại là thi nhau mà tốt quốc cả. Dạ còn bà ỷ lan theo vào cung chỉ có cô em con bà dì ghẻ. Dạ quanh năm chỉ có hái dâu chân tầm kéo kén quay tơ xe chỉ. Sao suốt ngày thì chân tầm kéo kén xe tơ à? Dạ dạ tâu lệnh bà, cho nên con có ý lo ạ. Dạ dân càng tôn bà ỷ lan là Phật bà Quan Âm trăm tay nghìn mắt cứu giúp người nghèo. Dạ bà ỷ lan càng được tiếng khen bao nhiêu. Dạ thì người ta khắc chê lệnh bà từng ấy ạ. À. Dạ muôn tâu lệnh bà, cho nên theo ý con ý thì lệnh bà chỉ có một cách là hơn hẳn bà ỷ lan thôi ạ. Theo mày làm thế nào được hơn hẳn hoàng phi ỷ lan? Dạ muôn tâu lệnh bà, bây giờ lệnh bà bắt chước hè con thì hoạn, còn lệnh bà kiếm cái gậy trèo núi, con sẽ thân dẫn lệnh bà đến tận cửa Phật mà tu. Mà lệnh bà sang hẳn bên Thiên Trúc ý thì càng hơn hẳn bà ỷ lan, vì bà ỷ lan thì còn cần chồng cần con, chứ lệnh bà đây cũng như hè con thì chẳng cần gì cả. Đi tu à? Dạ. Ừ, phải lắm. Lắm lúc ta cũng muốn đi tu, nhưng người ta thường nói rằng thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thế cho nên dẫu ta muốn tu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đúng là thứ nhất vẫn là tu tại gia. Dạ dạ, muôn tâu lệnh bà, tu thì nên tu hẳn. Dạ, chứ tu tại gia ấy à, thì làm sao mà thoát được vòng trần tục. Dạ, con mở mắt ra thấy lệnh bà mặc toàn lụa là gấm vóc, thấy quốc trưởng, quốc thái, quốc cô, quốc cữu ra vào ấy, thế cho nên thế. Dạ, mày cười cái gì? Dạ, muôn tâu lệnh bà. Dạ, dạ con không dám cười lệnh bà đâu ạ. Mà con, dạ, con cười con đi ạ. Mày phải nói ra, nếu mày không nói tao giết. Dạ, muôn tâu lệnh bà, con thấy quốc trưởng, quốc thái, quốc cô, quốc cữu ra vào ấy, thế thì lời oanh tiếng yên xôn xao. Cái mắt nào được nghỉ, cái tai nào được nghe, được yên ấy, thế thì làm sao mà giúp được lòng người ghen. Ghen nghĩ đắm, ghen ngầm, ghen sùng thùng phục, thế thì làm sao mà giúp được lòng ghen. Thế dạ, mày định làm vui cho tao, nhưng tao không thể nào vui được. Mày nói tao lại càng thêm ôm. Bây giờ mày hãy ra ngoài cửa cung đón cho tao người lái buôn tông. Tao đã chuyển mang gấm đến đây, nếu họ đến thì mày phải chào hỏi tử tế nghe không? Dạ dạ, con xin tuân lệnh. Oh.
Ta sang á, phải làm cho triều đình họ lục đục, rồi đem quân nội công ngoại kích. Việc lớn mà xong thì vinh hoa phú quý có thừa, thế là tận trung cùng hoàng đế. Còn vì ta, ta lại vì người, có nhục mới có vinh, không bi thì không thai. Ta sinh ra trong cõi trần ai, nhục hay vinh cứ chất cả lên vai. Ngỡ cơm áo thì hài sai cha. Bye.
Anh ngỗ chào bác hẻ, chào diễn sinh sang. Chào chú khách đã về Bắc Quốc cất hàng sang đó. Hoa diễn sinh sang. Này chú khách nói gì mà ta chẳng hiểu. Ở bên Bắc Quốc chúng tôi thì chỉ có nhất hoa diễn. Nhất nhị, hoa diễn. Nhị hoa diễn. À, sang bên Nam Quốc mới có hoa diễn là xanh sang à. Này chú khách, thế nào là nhất hoa diễn? À, nhất hoa diễn ở bên Bắc Quốc gọi là hẻ một mặt á. À. Hoặc như bọn cường hào ác ba, công tử con quan hà hiếp lương dân, đầy tớ nhà quan cậy thế cậy thần, hoặc bọn thị tỳ phải theo chủ ác. À, khi chủ lỡ vẫn xa cơ mà chết, thì ác cũng đang cười, mà ngu cũng đang cười. À, đem bày trò làm dân cho đời như thế gọi là hề một mặt đó. Ơ này chú khách, thế còn hề hai mặt thì sao? À, hề hai mặt á, ở bên Bắc Quốc chúng tôi gọi là nhị hoa diện. À, nhị hoa diện. À, hoặc đóng vai giỏi võ để bảo vệ ông chủ, hoặc đóng vai giỏi văn để xu phụng công tử, cũng có giang dấp như một bậc thượng lưu, cũng biết mua gươm uống rượu cầm trầu, cũng võ vẽ đủ cầm kỳ thi họa. À, khi bị người khinh nhá thì chỉ biết cười gằn cho hả dạ, đến khi thấy kẻ bị oan khiên thì cũng quát nạt te nước theo mưa. Nhưng cũng có lúc chúng ngoảnh ra đám dân đen mà nói rằng chủ mình là đồ hỏng đồ hư, vì chúng cũng biết chủ mình đang khi xuống dốc, nhưng còn được ăn hớt, nói leo, chơi chèo tan dốc, cho nên cô theo chịu đấm để ăn xôi. Thứ hề này, tự chúng không bày ra rồi, mà các bậc thượng lưu cũng không nhìn thấy được. Chỉ có đám dân đen ngửa mặt trông lên nhìn ngược, à, đem bày trò gọi là chú hề nhỉ, à, tiên sinh hề, hoa diễn á, à, xanh sáng à. Con này chú khách hãy nói ta nghe, thế nào là hoa diễn xanh sáng là như thế nào? À, hoa diễn xanh sáng thì chỉ bên Nam Quốc mới có. Xanh sáng, nói theo nghĩa nước Nam có nghĩa là tiên sinh. Tiên sinh có nghĩa là thầy. Hoa diễn xanh sáng là thầy hề, à, vẽ mặt à. Xem hề của tiên sinh, xem hề của tiên sinh tôi thấy như một bậc hiền nhân, như gấm vóc lụa là được dệt bằng lời hay ý đẹp, như ngọc ngà được luyện bằng âm thanh, khi vút cao như núi cao trùng điệp, khi hào hùng như sông đổ sâm giang, khi nhẹ nhàng như gió thoảng bay trên cỏ nội hương ngàn, khi trầm lắng như đêm thu trăng thao thức khinh côn trùng êm à. Xem hề của tiên sinh, xem hề của tiên sinh tôi thấy có giọt lệ, có nụ cười, có nỗi nhọc nhằn thế khi nhàn nhã, thấy đủ mọi mùi chua cay mặn chát ngọt bùi. Tiên sinh ơi, tiên sinh đã dâng hết cho đời, từ nét mặt trang đi đến tiếng nói tiếng cười đều là một công trình tuyệt xảo. Ngu muội như tôi á, ngu muội như tôi cũng phải hồi tâm mà tôn sư trọng đạo. Tiên sinh hẻ, hoa diễn à, xanh sang à. Ở bên nước ta, những người như ta họ gọi là thằng hề. Ai tử tế lắm thì họ gọi là anh hề. Nay chú khách có lòng gọi ta là tiên sinh hề, chú khách đi nhiều biết lắm. À không dám. Ta xin cảm ơn chú khách. Gặp chú đây, ta muốn ngỏ đôi lời. Xin linh y tiên sinh, linh y tiên sinh. Ta ngày tháng rong chơi bởi ta có nỗi buồn đời, ta yêu những bông hoa trên cành cao mà chẳng bao giờ với tới, ôm một khuy tình con mà không chờ chẳng đợi, ta yêu quý con người hơn tất thảy mọi của cải trên đời, ta giữ ở lòng ta những vẻ đẹp không thể nào phai, chẳng một chút van nài cũng không hề ràng buộc, như màu ngọc của trăng, như vẻ thanh của nước, và rực rỡ như muôn màu của mọi loài hoa, mà tuyệt thế giai nhân rồi cũng ra ma. Nhưng lời nói đẹp, tiếng hát hay,
ý tứ cao sâu thì mãi mãi không già, tấm lòng nhân đức thì nghìn năm vẫn trẻ. Hảo, hảo à, quả là danh bất hư truyền. Ở bên Bắc Quốc chúng tôi á, cứ phải xếp tiên sinh vào hàng thì thanh thì tiền. Xin xét kinh dân tiên sinh một vỏ mao đài mỡ tử. Này 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 này, châm ngôn nước Nam có câu: làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Nhưng ta lại bằng lòng thà làm thầy người dại chứ không thèm. Bước theo Bác Hề đưa gấm vào cung, một là được ban hàng, hai là được nghe hát. À không dám làm khách chiêm, à chỉ xin được làm người hầu, được hưởng phúc trời ban, được nghe tiên sinh bình thơ, à tâu nhạc à. Hảo à. Bà, chú khách bắn gấm đã đến nà. Sao? Chú khách bắn gấm đã đến nà. Dạ, chú khách bắn gấm đã đến. Con đi về gần đến cửa cung, con gặp quân cấm vệ, cho nên con phải dắt đi cửa sau đấy à. Cửa nào cũng được, miễn là có gấm. Dạ, hoàng hậu vạn tuế. Thánh thượng giáng lâm. Ái hậu bình thân, chẳng hay Ngọc Thể ái hậu ra sao? Vừa nghe tin chấm đến Vân An ái hậu. Dạ, thần thiếp luôn nghĩ rằng hoàng thượng bận việc ở bên cung Nguyên Phi à? Ta bận coi việc ở điện Càn Nguyên, chợt sáng nay nghe một chiêu nghi tâu trình rằng ái hậu không được khỏe. Dạ, thần thiếp luôn nghĩ rằng hoàng thượng bận chăm sóc hoàng nam ở bên cung Nguyên Phi à? Thế ra hoàng phi sinh hoàng nam mà ái hậu sinh buồn. Dạ, muôn tâu, thần thiếp luôn nghĩ mình đã già lại sâu, việc phế thải là mệnh trời khó tranh, thương là thương cho cái thân thiếp vô phúc vô tài. Ái hậu nói như vậy, chẳng hóa ra ta là người ham tài ham sắc, có mới nới cũ hay sao? Đức Thái Tổ ta xưa lập 5 hoàng hậu, phụ hoàng ta lập 3 hoàng hậu. Với ta, ái hậu sinh con một bề, hoàng phi sinh hoàng nam, ta đã phong cho Càn Đức làm Đông Cung Thái Tử. Vậy mà ỷ Lan vẫn giữ chức Nguyên Phi xếp dưới ái hậu một bậc. Thế là ngôi thứ phân minh nghĩa tình trọn vẹn. Lẽ ra ái hậu phải mừng rằng là đã có người nối nghiệp, luôn luôn chăm lo hương khói tổ tiên. Thế mà ái hậu lại nghĩ những già cùng xấu, để cho cung tần thị nữ nó xì xào. Dạ, muôn tâu, thần thiếp được sửa túi nâng khăn hầu bệ hạ từ thuở 15-18, chỉ giận mình vô phúc thiếu hồng đức, không sinh được con trai hầu bệ hạ. Có thế thôi mà cũng không được, đến như cái lòng ghen ghét bệ hạ đã ban phát cho vừa rồi cũng đủ cho gọi họ nhà thần thiếp thành ma không đầu. Cứ như cái danh cái vị thì ai dám bảo bệ hạ là kẻ bạc tình. Nhưng người ta ở đời được hưởng ngôi cao đến như thần thiếp, kể cũng đã là cùng cực. Nhưng một khi trong bụng đã chết cay, chết đắng, thì ném công trả phường có nuốt vào cũng như ăn sỏi, ăn gai. Dạ muôn tâu, thần thiếp mới một thằng hề bắt hoạn vào cung, nó dạy thiếp nhiều câu ở ngoài dân gian hay lắm mà. Ái hậu hát thử ta nghe. Dạ. Thank you.
trang tình. Phụ mẹ con đi, tôi con răng con dở chẳng đi đăng cái đường chẳng. Con răng con dở chẳng đi đăng phòng ngoài đã đang tan phòng ngoài chưa cánh tiếu tôi nằm nơi đâu ơi anh ơi vài màn thần nói tiếc lời qua sông ơi anh ơi vài màn thần nói tiếc lời qua. Đó là những bài hát của những người dân dã không chịu theo phép nước. Còn ở chốn triều đình, ở trong cung cấm thì ai ai cũng phải vâng theo phép nước, tuân thủ lễ nghi. Nhà có yên thì mới trị được nước. Ai hậu nói như vậy chẳng hóa ra là ghen ghét hay sao? Dạ muôn tâu, thần thiếp không ghen, nhưng thần thiếp không ưa chuyện gà mái gây. Thần thiếp là con nhà thi lễ, vọc vạch đôi ba chữ thánh hiền. Ngấm chuyện xưa nay, đàn bà mà tham dự vào việc triều chính, sớm muộn thế nào cũng rối loạn kỷ cương. Nay nguyên phi ỷ lan cây mình tài giỏi sinh hạ hoàng nam, thường kết giao với bọn Lý Thường Kiệt, nay đòi cải cách dân ca, mai đòi mở mang nghề chăn tầm dệt gấm. Nguyên phi muốn biến cầu hoàng cung thành phường dệt hay sao? Huống chứ thầy mệnh tử thường dạy rằng, kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị. Cả hoàng cung mà đi hái dâu chăm tầm như những kẻ nông phu lực điền thì còn gì là tôn quý. Chẳng qua vì nó trẻ, nó đẹp, nó tài, nó lại sinh con trai, nên đấng quân vương dù tạ sắt gan vàng cũng thành hôn tâm quân chi. Thôi! Ai hậu lúc nào cũng xưng mình là con nhà thi lễ, vậy mà không biết rằng làm vua, làm cha, làm chồng là ba việc khác nhau. Làm vua phải công bằng, làm cha phải nghiêm từ, làm chồng phải trung thủy. Việc nước chỉ bàn với những người biết lo việc nước. Còn việc trong cung khác với việc đất nước non sông. Ta nghĩ đến tình vợ chồng, ta khoan thứ cho đạo thần tử. Nếu ai hậu không bắt lời, đừng trách ta là không rộng lượng. Quân bay! Dạ! Ta về! Thế chú khách có thấy khó chịu lắm không? Dạ tâu lãnh bà, chỉ vì cái tai tiên bất ngờ cho nên kẻ hạ tiện mới được nấp dưới gặp long sàng. Quả người ta nói không sai là gầm giường nhà cao sang còn thơm bằng mấy cái ổ dơm nhà kho. Thật là tài phúc, đại phúc. Đại phúc, đại phúc mới được lúc dưới gặp long sàng lại thấy thơm tho nữa. Này chú khách, thế tiểu thơm, trung thơm hay đại thơm? Dạ. Yên cho tao mua hàng hỏi ra. Dạ. Thế hôm nay chú khách mang cho ta được những thứ gì? Dạ tao lãnh bà, chuyến này mang hầu lệnh bà là gồm gâm tư xuyên, lụa Hàng Châu, mọi thứ có ba loại. Tủ để cho lệnh bà là dùng trong vài năm. Ngoài ra lại còn hai loại đặc sản quý. Một là ngọc yếm ở phần mộ các bậc đế vương, có thể đeo vào làm khước. Hai là trầm ngũ sắc, tốt nên năm thứ này thì cứ thơm như da thịt người tâm hương. Dạ, có thể làm cho người chồng hết cái bệnh ngoại tình. Thế còn giá cả chuyến hàng này thì sao? Dạ tâu lãnh bà, từ xưa kẻ hạ tiện có tính ra đắt cho lãnh bà bao giờ đâu
mà tùy lệnh bà đặt ra đi chưa. Thế nhớ ta tính rẻ thì sao? Dạ tâu lệnh bà, nếu như lệnh bà mua rẻ mà lệnh bà lại vui vẻ khỏe bệnh, dạ thì kế hèn mọn này cũng vì quy quốc mà chịu thiệt. Thế sao chú khách lại biết ta bị bệnh? Dạ cứ nghe giọng nói là biết được đây à. Nghe giọng nói mà biết được cửa? Dạ tâu lệnh bà, thầy mạnh tử có dạy rằng cứ nghe giọng nói và nhìn vào con ngươi mắt là biết được cái tình ý thật giả. Còn các bậc đại y lại cho rằng chẩn bệnh thì nhất thanh nhĩ sắc y nói, khi nội tạng còn tốt thì tiếng nói còn khỏe, đến khi thần sắc đã qua nhợt nhạt, đặt tờ giấy vào mũi mà không có thay tổng tẩy gì nữa, dạ thì lúc đó đã về chầu trời rồi. Thế ra chú khách biết cả khoa xem tướng. Thế chú khách xem tướng tay hay xem tướng mặt? Dạ phương ngôn quy quốc có câu trông mặt mà bắt hình dung, ở bên Bắc quốc lại có câu nhân hiền tại mạo. Từ đời Hán việc bôi toan tương xô là đã có sách hẳn hỏi, trong triều đình đặt ra quan thái bốc chuyên lo việc bôi toan tương xô. Đến thời hậu Hán lại có ông quản lộ nhìn mặt người mà biết được tiền vận hậu vận, nhìn sắc người mà đoan được ngày tử ngày sinh đó. Giỏi giỏi, ta xin gọi là nhà thầy. Vậy nhà thầy có cách nào giúp ta mách bảo ta đôi điều họa phúc được không? Dạ tâu lệnh bà, lệnh bà đã ban lời ban hỏi thì kẻ ngu muội này đâu có dâm dâu nghề, nhưng chỉ sợ phận dưới mà nhìn lên thì e rằng bất kinh. Nhà thầy cứ tự nhiên, muốn nhìn vào đâu cũng được. Nhìn vào đâu cũng được. Thế dạ, bây giờ không phải là chỗ mày làm cho. Dạ. Dạ tâu lệnh bà, cứ ngó lệnh bà từ đầu tới gót thì quả lệnh bà là dòng tôn quý. Nhà thầy nói đúng, ta là dòng dõi thi hương. Dạ tâu lệnh bà, nhưng nay lệnh bà gặp phải một mụ đàn bà vốn là con nhà mỏ cua bắt đâu cơ, nó ám ảnh. Dạ cho nên minh đường của hoàng hậu có chỗ ù tôi vẫn hạn chưa qua. Ôi đúng rồi. Dạ tâu lệnh bà, ở bên Bắc quốc từ đời Hán khi Lữ Hậu lên ngôi thì tự nhiên có gả mái gáy, mà ngẫm chuyện mấy ngàn năm của đất Trung Hoa, hễ gả mái gáy thì cơ nghiệp suy vong, hễ hoàng đế mà say đắm thứ phi thì hoàng hậu ắt lâm vào cảnh chết uổng là bởi vì. Dạ tâu lệnh bà, nếu lệnh bà tha tội thì kẻ dân hèn này mới giam tâu chừng. Nhà thầy cứ nói. Dở lại lịch sử của nước Trung Hoa, xót lại hoàng phá các thiên triều phương Bắc, thì hoàng đế nào cũng là đàn ông cả. Mà đã là đàn ông thì đàn ông nào chẳng ham rượu nồng dê beo gai tờ, 70 tuổi chưa hết đường hoa nguyệt. Dạ cho nên khi Triệu Phi Yến vào cung thì hoàng hậu phải chết, mà mặt rồng lồ lộ với đường Minh Hoàng cũng chỉ vì Dương Quý Phi, mà cả họ vợ cả phải vả chu gì à. Vậy nhà thầy có cách nào giúp ta mách bảo ta đôi điều hòa phúc được không? Dạ tâu lệnh bà, cứ như bên Bắc quốc chúng tôi á, thì thứ nhất là làm bùa yểm. Bùa yểm mà? Dạ, có khắc một pho tượng gỗ ghi rõ ngày sinh tháng đẻ, một canh cùng gỗ dâu, bày lên đó 7 mũi tên với mấy lời thề độc, ắt cái tứ thù sẽ bị mạng vong. Thứ hai, triều nhà Tống đời Nhân Tông lại có chuyện đem mèo đổi chúa. Cách làm á, là chờ thời sơ hở, tìm cho ra được một tên phán chủ để làm tay trong à. Ta nghĩ ra rồi, bên cung Ý Lan có con thị lộc, bởi đánh đá Trung Hoa chẳng ma nào vời. Hay
hay lắm. Giả tâu lệnh bà cứ lấy chữ tình mà quyên dụ, lấy vàng bạc mà mua chuộc, thì kẻ kia ắt sẽ vui lòng làm nội ứng cho ta. Nhà thầy mới thực tài giỏi làm sao nói câu nào đúng câu ấy. Hê, dạ, vào trong kho lấy cái tân năm làng bạc, gọi là có chút lễ mọn tạ thầy. Dạ. Dạ tâu lệnh bà, chuyện đã quá dài, xin cho kẻ dân hèn này lùi gót, kẻo ở đây lâu xảy ra điều bất tiện. Xin bay chúc hoàng hậu thanh thọ an khang. Chú khách lấy quân nước tống, trên vai chú có cái gánh gấm vóc, trong bọc chú có cục vàng, mồm chú rộng không đến nửa gan, chú nói quấy nó quá mà được những năm lạng bạc. Chú khách được năm lạng thì chú phải nhớ đến người dắt chú vào gách sau đấy nhá. Chú chi cho tôi 2 lạng uống rượu. Cái nếp bà kể nói là trong bọc gỗ có cái cục vàng á, cái chỗ thì lại còn lắm mà buồn quá là còn nhiều. Này, biêu cái lý bác hề ca năm nã nguông rượu. Bye.
ngộ ngài cười rồi. Thế cơ bằng chị. Dạ chị. Em à, dẫu ta vào cung cấm nhưng mắt ta vẫn nhìn về bãi mía nương dâu, lòng ta vẫn ruổi theo sông đuống sông cầu, rồi đấu đăng quân ngòi con tên giếng bóng. Vậy hôm nay em có nỗi buồn gì mà đêm hôm khuya khoắt lại lủi thủi một mình? Dạ chị hỏi thật thì em xin thưa thật. Em cứ nói. Từ khi em mê vào em cũng cấm mê áo tía xiêm hồng màn thê trương gấm sáng hôm không ngớt tiếng mía xanh nghe ca, nhưng xót thương nghe còn chút đi mẹ ê dài. Trái gió trở trời ai rồi đứa em gái từ thuở còn thơ, bởi mang công mắc nợ nên sắp phải gan thân cho kẻ phú hào, tin tức không hay sống chết ra sao, nên lòng những muốn rời nơi mà cũng nghe cân. Là lỗi tại ta, ta ở với em một nơi một giờ, ta chỉ thấy em miệng cười hoa nở, mà chẳng biết lòng em chỉ dối tơ vò. Vậy nội nhật ngày mai ta sẽ tâu trình với đức vua, xin cho em được trở về quê để chăm sóc mẹ già. Đứa em kia ta sẽ chu cấp vàng bạc để chuộc ra. Còn như chuyện nhân duyên của em, nếu em ưng thuận ở đâu, ta sẽ góp phần lo liệu. Ôi chị ơi, giờ em mới rõ lòng chị mênh mang như nước hằng hai, như Phật Quan Âm Bồ Tát liễu bao la dày
nước cành dương khiến cho cây tươi mãi hoa nở. Chị ơi, chị còn nhớ anh Hề Lùn không? Có chứ. Thuở 15-17, ta cùng em đi xem chèo, lần đến tận bờ sông Thương. Phải rồi, chính đêm hôm ấy, anh Hề đã làm ta cười đứt ruột. Anh Hề ấy cũng biết chị lớn lên giỏi hát, được vua vời một bước lên bà. Anh ta chán đời trẻ rượu mê tha, bà hoàng hậu mua về, bắt hoàn, rồi làm trò trong cung cấm mà. Sự đời thật là oái oăm. Con chim sơn ca bay trên đồng nội, hót giữa trời xanh, chứ nhốt trong lồng thì hót làm sao? Đáng lẽ anh ta nên ra ngoài cung cấm mà hát cho dân nghe mới phải. Anh ta vì ta mà bỏ cả cuộc đời thì thật là ái ngại. Nếu sớm biết nhau, biết đâu chẳng nên vợ nên chồng. Còn ta, ta cảm ơn chỉ ngộ của nhà vua được đón vào cung, vì nghĩa vì tình mà vào, chứ phải đâu vì tham phú quý. Em ơi, chị em ta sớm chiều vất vả, góp phần mình cho đất nước mạnh giàu, cho hôm nay và con cháu mai sau. Thân phận khác nhau nhưng tình như y mãi một. Chị ơi, gần đây em thấy chị quá tin tài nhân Thị Lộc, em lo lắm. Ta với Thị Lộc tuy cùng cha nhưng khác mẹ, dẫu sao vẫn là tình máu mủ, nên ta muốn lấy tình chị em mà nuôi nấng nó, lấy nghĩa làm người mà nâng đỡ nó. Nhưng dạo này nó quá quắt lắm phải không em? Dạ thưa chị, có mặt chị hay trước mặt đức vua thì nó giả bộ hiền từ chăm chỉ, khi vắng chị nó lại ngược đáy quát nạt kẻ dưới. Dạ, theo em nghĩ, những kẻ nịnh trên nạt dưới, dù có được việc một tí, thì chị cũng không nên tin à. À, phải rồi, em mới tìm được bài hát, em chưa kịp trình lên, để bây giờ em hát chị nghe. Em cứ hát ta nghe. Ai đem con nhẹ cởi tấm mê áo để lại.
miễn lễ. Dạ, chẳng hay bệ hạ đến khi nào mà thần thiếp không hay, thực là đắc tội. Ta tới khi hoàng phi còn đang nghe hát. Bài hát thật hay, tục ngữ có câu vào nhà phải đánh tiếng, chính vì vậy mà ta sơ suất đó. Dạ, đội ơn chúa thượng đã lượng thứ, lại ban lời an ủi. Ta ngày đêm bận lo quân tập trận, biết bao vất vả nhọc nhằn. Nhưng về đến đây, thấy công việc chăn tằm dệt gấm chốn hoàng cung thật là náo nhiệt. Nghĩ thương cho ái phi, đã vất vả vì con cái lại bận rộn suốt ngày. Dạ, muôn tâu bệ hạ, trộm nghĩ như Đức Thái Tôn xưa, người bố chồng mà thiếp thì sinh sau đẻ muộn, nên không được hầu hạ người lúc thuở sinh thời. Nhưng theo sự truyền tụng của con dân, thì khi làm lễ hạ điền, người thân cầm cày, cận thần can rằng đó là việc của kẻ nông phu, không phải việc của đấng vương giả. Người phán rằng nếu ta không cấy cày thì lấy đâu ra sỏi oản để cúng lễ trời Phật tổ tiên. Miệng nói tay không làm thì lấy gì để khuyên dụ thần dân. Huống chi thiếp đổi ơn chỉ ngộ của bệ hạ, không coi thiếp chỉ là người vợ mọn nâng khăn sửa túi hầu chồng nuôi con, mà còn cho được cùng lo việc nước. Thần thiếp có gan óc lầy đất cũng chưa đủ để báo đền. Thần thiếp lấy được sự vất vả nhọc nhằn vì tiên tổ non sông làm niềm vui sướng, huống hồ cung tần còn vất vả hơn nhiều. Ta tối ngày bận lo quân tập trận, biết bao vất vả nhọc nhằn. Nhưng về đến đây, bao nỗi vất vả bỗng tan biến như không. Thật là trời thương ta mà ban ái phi cho ta đó. Dạ, đội ơn bệ hạ. Này ta muốn xem việc làm của ái phi. Muôn tâu bệ hạ, con dân làm nghề chăn tằm dệt lụa tại các phường Trúc Bạch Ngũ Xã cho tới Quảng Bá Nhật Tân, được sự khích lệ của triều đình nên ngày đêm phải làm cho mặt lụa thêm đẹp thêm bền. Ta muốn xem gấm dệt của ái phi. Dạ, Trinh em truyền cho thị nữ mang gấm ra để thánh quân ngự lãm. Khá lắm, giỏi lắm, đẹp lắm. Hoa nổi đủ màu thất thể, hoa chìm ẩn hiện như sương như mây. Làm thế nào mà đẹp như vậy ái phi? Dạ, muôn tâu bệ hạ, thần thiếp cùng các cung nữ phải tháo từng sợi, lần từng mối, vẽ thành mẫu, mắc từng khuôn. Thì ra bên Bắc Quốc họ làm được thì ta cũng làm được. Ta có lời ngợi khen tất cả các cung tần thị nữ đã biết vì đất nước non sông mà chăn tằm dệt lụa. Đức vua muôn tuổi. Ái phi. Dạ. Ta nghe nói ái phi cho người về tận Châu Phong tìm một điệu hát xoan. Vậy hát xoan là gì? Dạ, muôn tâu bệ hạ, đó là lối hát ngày xuân, có xuân cách, thu cách, bỏ bộ, lại có cách hát xin hoa đố chữ. Con trẻ nghe thì thuộc tên cây cỏ, người lớn nghe thì biết nghĩa chữ để nhập tâm. Dạ, xin cho được giải bớt nỗi nhọc nhằn của thánh thượng. Hay lắm. Cung nữ. Dạ. Hãy múa hát phần xin hoa đố chữ. Dạ. Thank you.
xin được vào bệ kiến ạ. Mời vào. Dạ. Dạ, muôn tâu bệ hạ, chúng thần đêm hôm đường đột, tự tiện xin vào bệ kiến, tâu trình việc lớn nước nhà, chúc thánh chúa cùng hoàng phi vạn phúc. Lão thái sư bình thân, Lý tướng quân bình thân. Cung nữ. Dạ. Sắp bàn ghế để quan thái sư và Lý tướng quân bàn việc. Dạ. Mời quan thái sư và Lý tướng quân ngồi rồi ta bàn việc. Dạ, muôn tâu bệ hạ, mới đây có tin cáo cấp, vua Champa là chế phủ mật kết liên với Tống, được họ cấp cho binh khí quân lương và 10,000 con ngựa. Chúng đã phát binh đánh vào hai châu Ô Lý, việc quân như nước lửa. Thần cùng quan thái sư đang đêm đánh liều vào thánh cung, cáo cấp cùng bệ hạ. Khá khen cho chế phủ to gan, trước đây phụ hoàng ta đã mở lượng hài hà cho nối lại cơ nghiệp, lấy điều nhân đức để hòa mục với các nước láng giềng. Thế mà nay chúng vô ơn đem quân quấy phá biên thủy. Vậy ý quan thái sư và Lý tướng quân nghĩ sao? Dạ, chúng thần còn đợi chờ thánh ý. Việc triều đình lẽ ra hoàng phi không được dự, song ta xét nàng thông tuệ khác thường. Từ buổi tuần du đứng dưới gốc dâu, nàng cũng đã có những lời tâu trình xác đáng. Vậy ý hoàng phi nghĩ sao? Dạ, muôn tâu bệ hạ. Hoàng phi cứ ngồi mà nói. Dạ. Dạ, muôn tâu bệ hạ. Dân đen con đỏ thì Bắc cũng như Nam, đều làm lụng nhọc nhằn mà binh dịch vất vả. Ai cũng muốn được yên ổn, chứ chẳng ai muốn cái cảnh như Ban Siêu đời Hán, ra trốn biên cương đến bạc tóc chưa về. Mà quân sĩ cũng không muốn đi binh dịch, đến 80 vẫn chưa được trở về thăm quê quán. Nhưng đối với bọn vua chúa phương Bắc bây giờ thì khác. Ai phi cứ nói chấm nghe. Dạ, bọn vua chúa phương Bắc vốn lấy nước lớn để chấn trị Trung Nguyên. Trung Nguyên là cánh đồng chính giữa, họ lên ngôi tự xưng là thiên tử, họ khoe khoang mở mang công đức ra khắp gầm trời. Nhưng dân kề ngõ thì... Vậy ý quan thái sư và Lý tướng quân nghĩ sao? Dạ, muôn tâu bệ hạ, lời hoàng phi quả là xác đáng. Thần thiện nghĩ, nước Champa tuy nhỏ, nhưng nước ta hai đầu thù địch, nếu không dẹp chúng ngay thì chúng ngày càng càn rỡ. Dạ, phép vua không tỏ thì lòng người phân ly đó. Dạ, muôn tâu. Còn ý quan thái sư nghĩ sao? Dạ, muôn tâu bệ hạ, quá là khó nghĩ. Nước Champa là nước nhỏ, nay đem quân đi chinh phạt thì e là nước lớn hiếp đáp nước nhỏ, mà để thì chúng càng càn rỡ cuồng ngông. Vậy ý quan thái sư là đánh hay không đánh? Dạ, đánh thì... Mà không đánh thì... Còn ý hoàng phi nghĩ sao? Dạ, muôn tâu bệ hạ, đấng vương giả trị nước, hòa mục với các nước láng giềng, nếu có phải đem quân đi chinh phạt thì cốt là để làm sáng tỏ điều nhân nghĩa. Nay chế củ đem quân sang xâm lấn nước ta, cho nên quân nhân nghĩa phải làm sáng tỏ điều nhân nghĩa. Hay lắm, quân nhân nghĩa phải làm sáng tỏ điều nhân nghĩa. Dạ, không dám để bệ hạ phải nhọc sức, thần xin được cùng em trai là quan tán trợ vũ úy Lý Thường Hiến thủy bộ hai đường, bắt chế củ mang về hỏi tội. Tướng quân Lý Thường Kiệt, ta muốn nghe tướng quân nói về việc cầm quân, nuôi quân và luyện quân ra sao. Dạ, muôn tâu bệ hạ, người vẫn từng răn dạy, người làm tướng là phải thanh liêm về của cải, kiệm ức về tiêu dùng, lơ là về rượu gái, gửi mình theo lễ nghi, thờ đất nước lấy chung,
vui lo cùng quân sĩ. Dũng mà không lấn nhân, nhân mà không bỏ phép, tha cho kẻ dưới tội nhỏ, dâng mọi người tội lớn. Xử phạt không kẻ thân sơ, thưởng công không nghĩ yêu ghét, có kiện thì xử đoán, có giặc thì đánh dẹp. Gần người mưu trí, xa kẻ dèm pha, tất cả các tướng sĩ đều phải làm như vậy. Đó là gốc của tài năng, lõi của phẩm giá. Ai không tuân, tôi vâng mệnh đức vua nghiêm trị. Hay lắm, việc quân phải nghiêm, pháp luật không thi hành là do người trên phạm chứ. Tu đức để giáo huấn thì sâu hơn mệnh lệnh, dưới mà nghe lời trên thì nhanh hơn luật lệ. Quân mà ít chữ thì làm trước để nêu gương, phàm khi ra trận quân sợ thế giặc hơn tướng thì thua, quân sợ oai tướng hơn giặc thì thắng. Ta thường đọc sách nghe nói, rượu pha nước lã ngọt nhạt uống chung, nó đói có nhau, quân kính yêu mà nghe lời tướng thì thiên hạ vô địch. Vậy làm tướng vừa phải có đức, vừa phải có uy. Lý tướng quân có ý gì khác với ta không? Dạ, ơn thánh quân ban lời răn dạy. Đạo làm tướng là phải biết ăn nhời như cá ăn muối thì cá không ơn. Có uy mới làm cho mỗi người như một. Có đức mới làm cho mọi người vui vẻ hết lòng. Khi thắng to không kêu hoành làm càn, khi tạm thua không phân tâm nản chí. Khi đường cùng thế bí mới trụ như cột đá giữa dòng. Muốn có uy thương phạt phải công bằng, muốn có đức phải thương quân trọng lễ. Tự mình chịu khó chịu khổ, lập nên công không bỏ sót công ai. Gặp khi cảnh ngộ chẳng chiều người, việc lớn chưa thành, người phải có gan cán đáng chịu mọi lỗi lầm cho kẻ dưới. Dạ, có chí mới sáng, có dũng mới thành, đã quyết thì hành, mà đã đánh thì vác. Dạ muôn tâu. Hay lắm, có chí mới sáng, có dũng mới thành, đã quyết thì hành, đã đánh thì vác. Tướng quân Lý Thường Kiệt, muốn cùng em trai là tán trợ vũ úy Lý Thường Hiến, thay ta đi đánh dẹp giặc để tỏ lòng chung, ta có lời ngợi khen. Song ta muốn noi gương hoàng phụ, đem quân vào đất Champa để làm sáng tỏ điều nhân nghĩa. Tự mình xông pha nơi Lam Chương để chia sẻ nỗi nhọc nhằn cùng quân sĩ, làm sáng tỏ đức thương dân, yêu quân của tiên vương ta, khiến cho ai nấy đều hết lòng, vua tôi trên dưới không cách biệt. Vậy ta truyền điện soái Lý Thường Kiệt, dạ, hãy cùng ta mở thủy bộ hai đường, bắt chế củ để vỗ yên đất Champa. Thần tuân lệnh. Quan thấy sư Lý Đạo Thành. Dạ. Ta muốn ủy cho hoàng phi ỷ Lan nhiếp chính khi ta vắng triều, ý quan thái sư nghĩ sao? Hoàng phi là bậc nhân hiếu thông tuệ, trí lớn tài cao, danh đã vang ân đã sâu. Này chúng thần một lòng phò tá hoàng phi để giữ gìn non sông gấm vóc. Hoàng phi ỷ Lan. Dạ. Ta ra đi để chia sẻ nỗi nhọc nhằn cùng quân sĩ, đó là điều giữ nước lâu dài. Nàng phải hết lòng noi gương hoàng phụ, dậy sớm thức khuya lo việc nước, phải luôn luôn cẩn trọng như người lội vực. Dạ, muôn tâu bệ hạ. Vì tiên tổ non sông, vì con dân trăm họ, trước vì vua, sau vì chồng, thiếp xin nguyện hết lòng gánh vác. Vậy quan thái sư và Lý tướng quân giúp chấm thiết chiều ngay đêm nay, để sáng mai làm lễ hội thể, nội trong ngày phải cất quân nhân nghĩa. Và chúng thần xin phục mệnh. Vời vợi thanh không,
ánh sao đêm dài ngân hà lấp lánh. Ta giao cho ái phi nhiếp chính, có nghĩa là ta đi làm tướng, ái phi gánh việc làm vua. Nơi chiến trường sống chết được thua, người thao lược như Khổng Minh cũng không thể lường hết được những điều hòa phúc. Ta giao cho ái phi giang sơn gấm vóc, có nghĩa là ta giao cho ái phi tính mạng mấy mươi vạn quân sĩ, trong đó có cả sinh mệnh của ta. Dạ, muôn ta, thần thiếp biết mình tài sơ đức bạc, nên từ khi được đức vua ủy thác, thần thiếp thấy lo sợ vô cùng. Từ khi ta đưa ái phi vào cung, không phải ta chỉ tìm người nội trợ, mà cũng chẳng phải ta chỉ kém người đẹp nét hiền. Bởi trong tam cung lục viện không thiếu gì những cung tần mỹ nữ, mà chính vì ta coi trọng một bậc hiền tài. Đội ơn bệ hạ, giao việc lớn cho ái phi, ta phải vượt qua bao điều tiếng của người đời. Nếu việc lớn không tròn, thì chẳng những đất nước lâm nguy, mà ngàn đời sau ta sẽ mang tiếng là đam mê nữ sắc, làm cho non sông nghiêng ngửa. Nhưng ngoài ái phi ra, ta không tìm được ai hơn. Dạ, đổi ơn bệ hạ. Vậy ta hỏi ái phi, nếu ta ra đi giặc ngoài đánh vào, ái phi nghĩ sao? Dạ, thì tùy thế giặc mà đem quân cự lại. Nếu triều đình không yên, ái phi tính cách nào? Dạ, thì tùy việc tùy người mà thu xếp cho em ấm trọn nghĩa vẹn tình. Nếu triều đình không yên, giặc ngoài đánh vào, các trấn các lộ lại sinh nội phản, thì ái phi tính cách nào? Dạ, thì lấy tính mà chế động, lấy chính mà chế tà, lấy an mà chế nguy, lấy bất biến trong tâm mà chế ngự vạn biến bên ngoài. Mọi việc đều phải lấy nhân nghĩa làm gốc, làm sao cho trên dưới đồng lòng, cả nước chung sức, để coi ngoài mọi việc hanh thông. Thế là ta yên lòng. Ta học làm tướng từ khi còn trẻ, ta đọc kinh Phật, ta tâm đắc có một câu, ta để cho ái phi 8 chữ: vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Dù muôn vạn sự biến như sấm vang sét nổ, thì trong lòng phải tĩnh như lúc tọa thiền. Dạ, thần thiếp xin ghi lòng tạc giả. Ái phi ơi, một tiếng đàn chi âm chi kỳ, thì hơn 100 khúc nhạc tiêu y thiêu y. Thời là bước ngập ngừng vó ngựa, ơn chi ngồi để lại người trong cánh nghi cửa phấp phới bóng cờ đào nghĩa.
mảnh đầu về. Của cha ông coi dân muôn họ đều như con đỏ này, chế củ nó phụ lời hẹn ước của cha ông nó, nghe tống triều suối bảy quấy phá nước ta, giết hại sinh linh tội trạng ngập đầu, phạm những tội trời không dung đất không tha, vạn bất đắc dĩ ta phải cất quân nhân nghĩa để hỏi tội kẻ bất nhân cứu vớt sinh linh trăm họ. Quân ta là quân nhân nghĩa, ra quân lần này là để cứu vớt sinh linh cho hai nước. Vậy ta truyền ba điều. Một, ai vào đất người tham lam của cái, giết hại dân lành, phạm tội đại ác, tội chém đầu. Hai, hãy hết lòng vì đất nước non sông, vâng theo tướng lệnh, gươm giáo phải sắc, chí khí phải bền, quân kỷ phải nghiêm, gặp giặc chỉ tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Nghe thánh quân vạn thuế. Ba, quân ta là quân nhân nghĩa, giặc chống thì diệt, giặc chạy thì đuổi, giặc hàng thì tha, không được cướp bóc của cái, giết hại thổ tù, không được nát rượu, làm điều bất chính. Nghe làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thân người cũng giết. Điện soái Lý Thường Kiệt, thống lĩnh tiên phong tiến theo đường mộ, chấm đốc xuất hết các hạm thuyền đường thủy tiến binh, quan thái sư Lý Đào Thành phụ chính, quan tán trợ vũ huy Lý Thường Hiến, thống lĩnh các trấn các lộ, kiêm quản các đội cấm binh, hãy hết lòng phò tá hoàng phi Ỷ Lan thay chấm cầm quyền trị nước. Hai quân vạn thế. Nhạc ra quân, hát bài ca giữ nước, mừng quân ra đại thắng, mừng trăm họ khang ninh. Thắng quân vạn thế.